Cho các số thực ABC thỏa mãn 13A cộng 10B cộng 5C bằng 1. Chứng minh rằng AB cộng BC cộng CA nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 196. Đây là một thắc mắc từ bạn Nhân Thành muốn tìm các gợi ý để giải quyết bài toán này. Và AD rất sẵn lòng. Và cũng hy vọng các bạn hãy cùng chia sẻ những cách giải hay về bài toán này ở phía dưới cho bạn. AD có một số gợi ý như sau. 1. Dựa vào điều kiện đầu bài này, hãy biến đổi để tìm giá trị của một trong các ẩn dựa vào các ẩn khác. 2. Thay thế vào biểu thức bên trái này của chúng ta. 3. Tìm cách biến đổi để có được các hằng đẳng thức, từ đó tìm được giá trị lớn nhất của biểu thức trên. 4. Hãy bắt tay vào thực hiện luôn. Và AD cũng xin chia sẻ lời giải của AD về bài toán này ở ngay sau đây. Từ điều kiện ban đầu của đề bài, ta sẽ có được 5C sẽ bằng 1 trừ đi 13A trừ đi 10B. Hãy đặt A bằng biểu thức bên trái này. A bằng AB cộng BC cộng CA. Do vừa rồi ta đã tìm giá trị của 5C, nên hãy nhân 5A để có được giá trị của 5C. Đó là 5A sẽ bằng 5AB cộng 5C nhân với B cộng A. Hay nó sẽ bằng 5AB cộng 1 trừ đi 13A trừ đi 10B nhân A cộng B. Khai triển ra và ta sẽ có được 5AB cộng A cộng B trừ 13A bình trừ 13AB trừ 10AB trừ 10B bình. Tiếp tục rút gọn và ta có được A cộng B trừ đi 13A bình trừ 18AB trừ 10B bình. Từ đó ta có thể suy ra được trừ 5A sẽ bằng 13A bình cộng 18AB cộng 10B bình trừ A trừ đi B. Tiếp tục sẽ bằng 13A bình cộng A nhân với 18B trừ 1 cộng 10B bình trừ đi B. Đến đây ta hãy tìm cách biến đổi biểu thức này để có được những hằng đẳng thức. Đầu tiên với hằng đẳng thức có liên quan đến 13A bình và A nhân 18B trừ đi 1. Ta hãy biến đổi như sau. Nhân tất cả với 52 ta sẽ được trừ 260A sẽ bằng 26 nhân A tất cả bình phương cộng 52A nhân 18B trừ 1 cộng 52 nhân 10B bình trừ đi B. Và nó sẽ bằng 26A tất cả bình cộng 2 nhân 26A nhân 18B trừ 1 cộng 18B trừ 1 tất cả bình trừ đi 18B trừ 1 tất cả bình cộng 52 nhân 10B bình trừ B. Đây chính là một hằng đẳng thức. Và ta có được 26A cộng 18B trừ 1 tất cả bình cộng 196B bình trừ 16B trừ đi 1. Hãy tiếp tục biến đổi biểu thức này thành một hằng đẳng thức khác. Ta sẽ có điều này cộng với 14B tất cả bình trừ đi 2 nhân 14B nhân 4 phần 7 cộng 4 phần 7 tất cả bình trừ đi 1 trừ đi 16 phần 49. Và nó sẽ bằng 26A cộng 18B trừ 1 tất cả bình cộng 14B trừ đi 4 phần 7 tất cả bình và trừ đi 65 phần 49. Đây là một bình phương và đây cũng là một bình phương, nên cả biểu thức này sẽ lớn hơn hoặc bằng 65 phần 49. Lên trừ 260A sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 65 phần 49. Hay A sẽ nhỏ hơn 1 phần 196. Và ta có được điều phải chứng minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.